Triệu Lệ Dĩnh ở ẩn vẫn lập thành tích khủng, đẳng cấp đỉnh lưu là đây. Triệu Lệ Dĩnh trong những năm vừa qua có sự nghiệp phát triển vượt bậc, được đông đảo khán giả yêu quý, kỹ năng chuyên môn và những dự án phim Bà Mẹ Một Con tham gia cũng nhận về nhiều phản hồi tích cực, được giới chuyên môn đánh giá cao. Kể từ sau Gió Thổi Bán Hạ lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa có thêm bộ phim nào ra mắt khán giả, phần lớn thời gian nữ diễn viên đều trong đoàn phim. Tuy nhiên nhiều đó không hề làm ảnh hưởng tới sự quan tâm mà công chúng dành cho mỹ nhân Sở Kiều Truyện. Theo ghi nhận mới nhất, hashtag Triệu Lệ Dĩnh trên Douyin đã chính thức cán mốc 130 tỷ view, lượng view đầy ấn tượng mà chưa có sao nữ C-bit trong giới làm được. Dù tài khoản Douyin của Triệu Lệ Dĩnh được lập khá muộn, trước đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng là nữ minh tinh đầu tiên phá mốc 120 tỷ lượt xem trên Douyin. Triệu Lệ Dĩnh dù có xuất phát điểm kém xa nhiều đồng nghiệp cùng lứa khác, lại chỉ là diễn viên tay ngang vào nghề, chưa từng học qua trường lớp chính quy nào, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh lại là người có sự nghiệp phát triển nhất nhì lứa Tiểu Hoa 85, thậm chí cô còn được đánh giá cao hơn cả Kỳ Phùng. Địch thủ của cô là Dương Mịch, nữ diễn viên ghi điểm với khán giả qua nhiều tác phẩm ăn khách, đa dạng thể loại, có thể kể tới như Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Hữu Phỉ, Minh Lan Truyện, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hạ. Được biết, vào tháng 2 năm 2024 tới, bộ điện ảnh Điều Thứ 20 có sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh, hóa thân vào nhân vật Hách Tú Bình sẽ chính thức công chiếu. Ngoài ra, nữ diễn viên còn bộ truyền hình cổ trang cấp S+, tái hợp với Lâm Canh Tân trong Giữ Phượng Hành, cũng sẽ lên sóng vào năm 2024, song nền tảng chiếu vẫn chưa công bố lịch cụ thể. Vương Nhất Bác chật vật với công ty quản lý, sự nghiệp đối lập tiêu chiến. Sau thành công của Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác nhanh chóng vươn lên hàng đỉnh lưu của màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ sự nghiệp diễn xuất khởi sắc, nam diễn viên cũng nhanh chóng tuyên bố trở thành cổ đông của chính công ty quản lý mình, công ty Nhạc Hoa. Tuy nhiên dạo gần đây, giá cổ phiếu của công ty này bất ngờ lao dốc không kiểm soát. Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu công ty Nhạc Hoa đã giảm 75,57%. Được biết, đây là một trong số ít công ty ở Trung Quốc có thể cung cấp hoạt động đào tạo và vận hành nghệ sĩ một cách có hệ thống và chuyên nghiệp. Công ty đã xây dựng mô hình Nhạc Hoa quản lý toàn diện vòng đời nghệ sĩ, bao gồm tuyển chọn thực tập sinh, đào tạo nghệ sĩ, vận hành và quảng bá nghệ sĩ. Theo phân tích của các chuyên gia, cơ cấu doanh thu của công ty tương đối đơn giản và phụ thuộc nhiều vào sự quản lý của các nghệ sĩ hàng đầu. Ví dụ như 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu của công ty Nhạc Hoa là 752 triệu nhân dân tệ, trong đó Vương Nhất Bác đóng góp gần 60%. Có thể thấy, công ty Nhạc Hoa đang phụ thuộc quá nhiều vào một nghệ sĩ, vì vậy giá cổ phiếu rất không ổn định. Báo cáo cho thấy doanh thu của công ty đã giảm liên tục suốt gần 2 năm, lý do được đưa ra là điều kiện thị trường kém, chi phí quản lý nghệ sĩ nhiều hơn cả lợi nhuận thu lại. Ngoài ra, việc giá cổ phiếu giảm mạnh được đồn đoán bởi công ty Nhạc Hoa và Vương Nhất Bác không đạt được thỏa thuận tái ký hợp đồng. Vào ngày đầu tiên Nhạc Hoa lên sàn chứng khoán, Vương Nhất Bác được giới thiệu là cổ đông của công ty Nhạc Hoa. Tuy nhiên trong danh sách cổ đông của công ty được công khai nhiều lần đều không hề có tên nam diễn viên, khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang. Phim của Vương Hạc Đệ được bình chọn đáng kỳ vọng nhất 2024, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh kèo dưới. Danh sách những dự án phim Hoa ngữ được giới truyền thông trung kỳ vọng cao nhất năm 2024 vừa đăng tải trên mạng mới đây, đang thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo netizen. Theo đó, bộ phim nhận được số phiếu bầu cao nhất, dẫn đầu bảng là Đại Phụng Đã Canh Nhân của Vương Hạc Đệ, nam chính nhất phim, hợp tác cùng Điền Hi Vi. Một số cơ quan truyền thông xứ Trung thể hiện rõ sự tán thưởng và chờ mong màn ra mắt của Đại Phụng Đã Canh Nhân. Điều nhiều khán giả không ngờ đến là phim lại có thể được đánh giá cao hơn cả Khánh Dư Niên 2, siêu phẩm đã từng khiến màn ảnh nhỏ chấn động năm 2019. Thậm chí cho đến giờ, dù Khánh Dư Niên 2 phải mất tới 4 năm trời mới có thể ghi hình phần tiếp theo, nhưng sức nóng của phim vẫn vô cùng lớn. Chỉ cần nhìn qua lượng đặt xem trước đạt hơn 9 triệu là đủ hiểu phần nào. Không chỉ đánh bại siêu phẩm huyền thoại như Khánh Dư Niên 2, Đại Phụng Đã Canh Nhân còn hạ gục luôn cả Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng do Dương Mịch và Cung Tuấn chủ diễn với 12 phiếu bầu, Trường Tương Tư 2 do Dương Tử nữ chủ với 11 phiếu, hay Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, chỉ mang về 9 phiếu. Đại Phụng Đã Canh Nhân vừa đóng máy từ tháng 12 năm 2023, sau 145 ngày ghi hình. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lan Quân, nguyên tác lấy đề tài xuyên không kết hợp với yếu tố trinh thám, nội dung xoay quanh nam chính Hứa Thất An, vốn là một cảnh sát thời hiện đại, vô tình xuyên không về thời Vương Triều Đại Phụng,
trở thành bổ khoái tại huyện nha phủ Kinh Triệu. Trong khi đó, Điền Hi Vi đảm nhận vai nữ chính Lâm An, nhị công chúa ngây thơ, hoạt bát. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An, cả hai cùng viết nên câu chuyện tình yêu đầy thú vị giữa hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau. Hiện vẫn chưa rõ lịch chiếu cụ thể của Đại Phụng Đã Canh Nhân. Rầm rộ thông tin sau nam tình một đêm với hot girl mạng và dính bệnh xã hội, Hứa Khải bất ngờ bị réo tên. Theo Sohu đưa tin, mạng xã hội xứ tỷ dân đang xôn xao trước thông tin nam diễn viên nổi tiếng trong showbiz đã có tình một đêm không an toàn với hot girl mạng và dính bệnh xã hội. Theo blogger đưa tin, cô gái này mắc bệnh AIDS nhưng che giấu người đàn ông. Sau khi phát hiện vụ việc, nam diễn viên đã nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra và nhận được kết quả bất thường. Danh tính ngôi sao được blogger tiết lộ là người có biệt danh Pháo Vương Hoành Điếm và gần đây có phim lên sóng. Được biết tại Trung Quốc, Pháo Vương là cụm từ được dùng để chỉ những chàng trai hư hỏng, luôn nói lời đường mật để dụ dỗ các cô gái nảy sinh tình một đêm. Thông tin này ngay lập tức được cư dân mạng truyền tay nhau và bùng nổ dữ dội. Dựa trên dữ kiện của blogger, netizen nghi vấn nam diễn viên được nhắc đến chính là Hứa Khải, bởi Mỹ Nam này nổi tiếng với mắt Pháo Vương Hoành Điếm từ năm 2018 và hiện có bộ phim Lạc Du Nguyên đóng chính với cảnh Điềm lên sóng. Trước những suy đoán rầm rộ của cư dân mạng, phía Hứa Khải không đưa ra phản hồi. Sau đó, blogger này đã phủ nhận Hứa Khải là nhân vật được đề cập trong bài đăng của mình. Người tung tin từ chối tiết lộ thêm thông tin về sao nam dính scandal. Hứa Khải sinh năm 1995, được yêu thích qua vai diễn Phó Hằng trong Diên Hy Công Lược. Ngoài ra, một số tác phẩm nổi bật của nam diễn viên có thể kể đến như Chiêu Diêu, Học viện Quân sự Liệt Hỏa, Thiên Cổ Quyết Trần. Thời gian gần đây, anh bị gọi là ông hoàng phim rác khi các tác phẩm lên sóng liên tục thất bại. Khán giả nhận xét diễn xuất của Hứa Khải kém, thiếu sự linh hoạt, có nhiều lỗ hổng, ngoại hình thì tụt dốc và không có khả năng tạo hiệu ứng couple với bạn diễn. Dù liên tục được tạo cơ hội, Hứa Khải vẫn không thể nào phát triển nổi. Dân mạng đánh giá nam diễn viên khó có thể cạnh tranh với dàn Mỹ Nam mới nổi như Vương Hạc Đệ, Trần Phi Vũ, Cung Tuấn. Dương Mịch bị fan quá kích động chạm vào cơ thể, biểu cảm hốt hoảng của nàng Tiểu Hoa khiến netizen lo lắng. Dương Mịch hiện đang bận rộn tham dự tập duyệt cho gala Xuân Vãn 2024 của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Đáng chú ý, khi ra về, Dương Mịch bị đám đông quay kính, di chuyển khó khăn. Trong lúc cố gắng chen giữa đám đông để ra xe, Dương Mịch đã bị một người lạ liên tục đưa tay ra chạm vào đầu. Hành vi vô ý thức này đã khiến Dương Mịch rất khó chịu. Tuy nhiên, cô chỉ nhẹ nhàng nói, xin đừng sờ vào đầu tôi, cảm ơn. Có thể thấy rõ sự không vui và bất lực của Dương Mịch, nhưng nữ diễn viên vẫn rất kiềm chế, cư xử nhã nhặn. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Dương Mịch bị chạm vào đầu sau đó đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Bên cạnh việc chỉ trích người kia hành xử kém văn minh với sao nữ, cư dân mạng cũng ngạc nhiên khi thấy một ngôi sao lớn như Dương Mịch mà không hề có vệ sĩ đi cùng. Thời điểm xảy ra sự việc, Dương Mịch chỉ có 3 trợ lý đồng hành, đang cố gắng mở đường trong đám đông chen chúc để cô có thể di chuyển. Đây không phải là lần đầu tiên Dương Mịch bị fan quá kích động chạm vào cơ thể. Trước đó, tại một sự kiện nhiều năm về trước, nàng Tiểu Hoa bất ngờ và không kịp trở tay khi bị một fan nam cuồng nhiệt chạy từ dưới lên ôm chặt ngay trong khi sự kiện đang diễn ra. Một dịp khác, khi tham dự một sự kiện, người hâm mộ có mặt tại hiện trường phấn khích đến mức kéo tụt váy của Dương Mịch. Quá bất ngờ, Dương Mịch lập tức kéo váy lên che ngực. Đây có thể trở thành khoảnh khắc ngượng ngùng nhất của Dương Mịch kể từ khi bước chân vào showbiz. Tuy nhiên, cố giữ bình tĩnh, chỉnh lại trang phục, vì sự kiện khá đông người lại có nhiều ống kính đang quay. Người dẫn chương trình rất sốc khi nhìn thấy sự việc, vội vàng tới hỗ trợ nàng Tiểu Hoa. Hiện Dương Mịch đã rời Gia Hành, có phòng làm việc riêng, nên người hâm mộ hy vọng phòng làm việc có thể tận tâm hơn với nghệ sĩ, bố trí vệ sĩ bảo vệ nữ diễn viên trong những dịp xuất hiện trước công chúng. Việc nghệ sĩ, đặc biệt là sao nữ, bị fan cuồng làm phiền thường xuyên xảy ra ở showbiz. Các hành vi như thuê phòng cùng khách sạn, đuổi theo xe ô tô, nắm thông tin chuyến bay, chụp ảnh thời khắc riêng tư hay thậm chí là xông lên sân khấu làm phiền đã từng xảy ra với nhiều nghệ sĩ. Điều này khiến cho các nghệ sĩ nổi tiếng, đặc biệt là đỉnh lưu, thường có vệ sĩ theo cùng trong mỗi lịch trình để đảm bảo an toàn và riêng tư cho bản thân. Dương Mịch sinh ngày 12 tháng 9 năm 1986, là diễn viên nổi tiếng, tham gia showbiz từ nhỏ. Người đẹp được biết đến qua các phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Tiểu Thời Đại, Tôi Là Nhân Chứng, Tú Xuân Đao 2, Hộc Châu Phu Nhân, Bạo Phong Nhãn, Cảm Ơn Bác Sĩ. Trong năm 2024, dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Phần Nguyệt Hồng Thiên do nàng Tiểu Hoa và Cung Tuấn dự kiến sẽ lên sóng. Video đến đây là hết.
Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.